Hello và xin chào tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của mình. Rất là vui gặp mọi người trong video này. Hiện tại mình đang ở bản đồ đó chính là vũ trụ đảo kho báu. Rất nhiều trang bị có trong một bản đồ mọi người nhá. Thì trong bản đồ này ấy, anh em là muốn có thìa thì bản đồ này rất là dễ có thìa mọi người nhá. Đây là một mẹo. Anh em là muốn chơi đội hình mà liên quan đến kiểu những kiểu như cái đồ chế như kiểu là kiếm khách nhân tạo này, hắc tinh nhân tạo này hay là hộ vệ nhân tạo ấy, thì khi ở map này anh em sẽ có khả năng đạt như vậy, bởi vì cái map đảo kho báu này ấy, tỷ lệ ra thìa nó chiếm đến 90% mọi người nhá. Tỷ lệ ra thìa đến 90% ra thìa luôn. Anh em có thể tự tin, có thể bui sẵn cho mình một đội hình, có thể ghép một cái hộ vệ nhân tạo. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ tìm xem để xem những gọi là ba con những gọi là ba round đầu này thì chúng ta sẽ được những cái trang bị như nào. Liệu rằng những trang bị đấy có thể giúp chúng ta có thể đạt được top 1 hay không? Ok, trang bị toàn ra tướng anh em ạ, toàn ra tướng thôi, không có đồ ạ. Ok, trang bị kìa, chúng ta đang có chỉ một cái, đó chính là một giáp máu này, một cái cung gỗ thôi, trang bị khá ít anh em ạ. Vậy thì tôi nghĩ là tôi sẽ để trang bị lại nhá. Ok, khởi đầu này cũng giống mình, cũng xay ra 2 sao mọi người ạ. Không có gì hot mọi người ạ. Đầu game mà chẳng gì hot cả. Không gì để nói cả. Đã quá Pepsi ơi. Ok, tiếp đến cái gì đây? Xem là gì đây? Chúng ta đang có là ui số ông này nhiều con 2 sao thế, 2 con 2 sao luôn, khỏe vãi trưởng ạ. Khỏe này thì đỡ làm sao được đây. Ok.
Trang bị kiểu toàn giáp lưới thôi anh em ạ, toàn giáp lưới với cả đồ thủ thôi. Thì tâm bên trên mình đó chính là một cái giáp lưới luôn, đến từ vị trí của Mordekaiser nhá. Giáp lưới từ Mordekaiser mọi người ơi. Ok, cho một tiên phong vào nhá. Cho một chút tiên phong vào đi. Cho một chút tiên phong vào đi mọi người ơi. Chúng ta có tiên phong mà không tặc luôn. Khỏe quá nhở, ông này khỏe quá, Sen 2 sao với cả TF này, Leona nữa. Khá là khỏe luôn. Lucian. Thời tiết ở chỗ mình thì hiện tại là khá là mệt mỏi anh em ạ. Thời tiết kiểu nó hơi nắng nóng ấy. Muỗi cắn khá nhiều. Nhà tôi thì một trang trại muỗi luôn. Nên là tôi phải sống trong cơn gọi là muỗi cắn. Khá là khó chịu. Ui, một bọc màu vàng anh em ạ, liệu nó phải là cái thìa truyền thuyết không nhở? Liệu nó là cái thìa ông ta để ok, mình sẽ gọi là chờ đợi anh em nhé. Đợi ăn xong hết quái mình sẽ nhặt một lúc luôn. Ok, để xem đây nha. Một giáp lưới này. Ui, không phải thìa anh em ạ, mà nó là một cái Neko. Một cái Neko à? Ok, Neko à? Ok, mình sẽ ghép cho nó con Nautilus, à cái Mordekaiser, cái quyền năng khổng lồ luôn nhá. Ok, để xem nhưng bọn ông này thì đang cho mình đó con Ahari đồ khá là sáng tạo anh em ạ. Nhưng vẫn khỏe đấy, đồ hơi tạp tạp nhưng mà vẫn khỏe. Ok, nó. Rớt 2 sao lấy luôn.
tôi sẽ thay con Gravette bằng con Irem rồi nhá, để lấy hệ ma tặc. Hệ ma tặc cho team bạn khó chịu một chút. Hiện tại thì tôi khá là yếu rồi, lượng máu khá thấp. Ok. Ông nào cũng chơi rắn vậy. Ông nào cũng chơi rắn vậy, khó chịu nhở. Ok. Vene à? Vene cho vào cũng đâu có tác dụng gì đâu đúng không? Thôi kệ để ở ngoài cũng được. Tôi đang tính là chơi siêu nghệ cơ. Ok, ông nào cũng khỏe, ông này thì Master Z à? Master Z cộng 2 xe ra à? Ok, liệu rằng tiên phòng tôi có thể thắng nổi không đây? Ôi, Master Zio chém ghê quá nhở. Ui, Riven 1 sao thôi mà nó quẩy tung hình của tôi rồi. Ui, thìa kìa. Ui, có thìa này anh em ạ. Chúng ta nhìn thấy những chiếc thìa. Thì tôi sẽ nhặt chiếc thìa cho con Zedic mọi người nhé. Nếu có thìa bây giờ thì chúng ta đang có, đó chính là giáp máu, đai máu khá nhiều. Và thìa cộng đai máu thì chúng ta sẽ thành một hệ hộ vệ nhân tạo. Hộ vệ nhân tạo mọi người ạ. Hộ vệ nhân tạo à? Tôi đang ý định đó chính là chơi tiên phong với cả không tặc. Bây giờ mà làm hộ vệ không tạo, hộ vệ nhân tạo thì có vẻ hơi liều lĩnh nhở. Ok, cho cái thìa đi. Hồ vệ nhân tạo anh em. Có vẻ hơi liều lĩnh chơi chơi anh em nhé. Từ từ mình sẽ làm sau. Không nên vội mọi người ạ. Chấp nhận thua vài round tiếp theo đi. Không sao cả. Bây giờ thua cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Hin à? Chẳng lẽ mình lại chơi tiên phong xạ thủ? Tiên phong xạ thủ thì bây giờ không có trang bị nhiều để mình chơi tiên phong xạ thủ được. Mình chỉ có thể chơi là một là không tặc, hai là hộ vệ nhân tạo thôi. Hộ vệ nhân tạo thì bây giờ mình có vẻ hơi ít đồ, ít trang bị, với cả không có tướng nào để mình ghép hộ vệ nữa. Ít nhất bây giờ mình phải có một con, đó chính là Odin Soi hoặc là con Katsuambia ấy, thì là mình ra mình chơi hộ vệ nhân tạo được. Vậy xị.
Chấp nhận thua anh em ạ. Khởi đầu. Khởi đầu hơi vật vã một chút, coi như chấp anh em một chút đi. Mình sẽ comeback lại sau mọi người nhá. Em yên tâm ở tôi đi, tôi sẽ comeback cho anh em xem những pha comeback cực kỳ ấn tượng. Hiện tại tôi đang hơi bận một chút, đang làm một công việc này. Ok, trang bị kìa. Ô, chúng ta có cát rồi này, có cát Somila rồi. Khả năng tôi sẽ gấp cho con cát này hộ vệ nhân tạo đi. Ok, quỷ thư luôn nha. Hộ vệ quỷ thư luôn. Ok, cho vào luôn này. Ok. Chúng ta có luôn hộ vệ nhân tạo. Công nghệ 4 tiên phong. Lượng máu khá thấp để có thể làm điều gì đó khác biệt. Ông này thì mình ăn được thôi. Ông này thì đội hình hơi yếu. Á đù. Cái gì vậy? Vừa nói yếu phát ông kẻ bắt chết cả hàng luôn ạ. Tôi chịu rồi. Thế là chịu rồi đấy. Ui. Ui còn 25 tiết thôi à. Có vẻ như là sắp ngỏm củ tỏi đấy anh em ạ. Tôi sắp ngỏm củ tỏi rồi. Ron kiếm nào, Ron kiếm đây, Ron kiếm con cát, cát 2 sao phát nào. Hơi khó nhỉ, hơi, ôi, Echo à. Mua tạm Echo cũng được. Ông nào cũng chơi cát này căng nhở, nếu mà ông nào chơi cát này thì rất là khó, tôi có thể lên cát được hai, cát 2 sao, cát 3 sao ấy. Nhớ hết tướng rồi, trong kho tướng hết rồi anh em ạ, ui, đà đớt kìa, khỏe thế. Ui, phải còn bao nhiêu máu đấy anh em. Ui. Đi luôn không. Ui, 11 máu anh em ạ. Còn 11 máu thôi. Bây giờ chỉ cần bước sai chân thôi là chết rồi. Sai một bước thôi là hy sinh luôn mọi người ạ. Giờ sai một bước thôi là hy sinh luôn. Bây giờ ok, bây giờ thì khả năng tôi sẽ run đi. Ui, ông đừng soi à. Ui, ngon. Rồi chúng ta sẽ làm đồng hộ vệ mọi nhá, đồng hộ vệ luôn. Ok, bây giờ Ron Lulu này. Bán hết rồi em, xoay bài luôn ạ. Hộ vệ vũ trụ luôn mọi người ơi. Đẹp chưa? Ok luôn. Chúng ta có 4 vũ trụ, 4 hộ vệ. Tuyệt vời, và một mẫu hạm. Giáp thiên thần này, giáp thiên thần thì mình nghĩ là bây giờ thì ok, như này là ổn rồi nhá mọi người. Đồ hình như này là ổn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ comeback lại anh em xem luôn. Comeback cực mạnh luôn. Ui, nhấp nhầm rồi. Cuống anh em ạ, tôi tính lắp cái áo trở tính lặng mà lắp thành bộ đỏ rồi. Ok không sao, để con rồng của tôi vẫn quẩy được nhau luôn, quẩy đây anh em. Rồng hộ vệ gọi là chí tôn rồi. Quá khỏe anh em ạ, rồng hộ vệ của con quá khỏe luôn đấy. Ok. Ui, đi luôn rồi. Hên quá, vẫn được đi chợ anh em ạ, vẫn được đi chợ nha. Cứ tưởng thua nên nỗi không được đi chợ để hơi cay. Ok, đi chợ lấy gì đây? Ok, tôi sẽ lấy con gặp mà lang mọi người nhá. Lấy gặp mà lang đi. Khả năng tí tôi ghép có thể tôi sẽ ghép cho một đội hình, đó chính là vũ trụ cậu không tặc đi. Vũ trụ hộ vệ không tặc. Để kiếm một chút trang bị đi. Trang bị hơi thiếu rồi. Hơi ít trang bị. Chắc phải chúng ta phải lắp thêm không tặc vào để kiếm trang bị thôi. Ok, lên cấp đi. Bây giờ chúng ta sẽ run đi. Serat à? Bây giờ chúng tôi đang cần con rồng nữa để ghép gồng 2 sao luôn.
Ugot à? Hộ vệ à? Ok, chúng ta có luôn, đẹp chưa? Ui, đồ hình đẹp quá nhở. Không ngờ đồ hình lại đẹp như vậy luôn anh em ạ. Ok, bán cái này luôn. Mười một máu thôi, chúng ta chỉ cần thua một round thôi là chúng ta thua hết luôn hẳn mọi người nhá. Chỉ một round thua thôi là coi như là hết game, end game. Khỏe quá nhở, ui đồng hồ vệ quá khỏe anh em ạ. Ok. Để xem nào, hy vọng nha, hy vọng là chúng ta sẽ thắng được. Ui ok, chúng ta có 6 vũ trụ luôn rồi. 6 hộ vệ luôn. Ok đẹp nha. Ugot 6 hộ vệ, Bron để kiếm một rồng 2 sao đi. Ui rồng luôn. Ok, bây giờ thì không sợ thua, khẳng định anh em luôn, bây giờ không sợ thua nữa, rồng 2 sao hộ. Hộ vệ quá khỏe luôn anh em ạ, khỏe cực kỳ. Ok nha, chúng giờ chúng ta sẽ có một game easy hơn rất nhiều. Để bù lại những gì chúng ta đã mất ở đầu game. Đầu game thua hơi nhiều, bây giờ chúng ta sẽ thắng lại nha. Ok, đồng hồ hệ vệ thì chúng ta có thể thôi. Đi luôn. Ok nào, chúng ta cũng đến với bãi gọi là bãi farm lính nào, ăn con chim biến dị. Con rồng nhảy kìa. Rồng uốn lượn có vẻ thú vị quá nhở. Ok, để xem nào, xem ra những món đồ gì đây. Tôi đang cần một cái giáp gai cho rồng mọi người nhá. Một cái giáp gai cho rồng là hợp lý luôn. Hoặc là một cái vuốt rồng cũng được. Vuốt rồng hoặc là cái áo choàng gai thì ok hơn. Ok anh em có thể thấy không ạ, đây chính là con đồng hồ vệ truyền thuyết mọi người nhá. Thì nhất là nhờ anh em bảo tôi làm đồng hồ vệ đi. Đây, đây là đồng hồ vệ anh em cần đây. Ôi trang bị kìa, trang bị kìa anh em ơi. Trang bị toang quá nhở. Có thể bây giờ con rồng của tôi hơi thiếu đồ, hơi thiếu trang bị đây. Một cái bát đại tạc à, bát đại đạo tạc này. Mình nghĩ mình sẽ cho con Ugot sâu zin đi mọi người. Cho nó sâu zin nhá. Ok nhá, cho nó sâu zin này. Và bây giờ chúng ta một cái chén sức mạnh. Chén sức mạnh thì mình nghĩ như thế này. Đây như thế này. Rồi ok. Chúng ta sẽ ghép cái đồ random này cho con này đi. Ok mọi người nhá. Ổn rồi đấy. Mình cảm thấy như này đồ hình này khá là ổn rồi. Bây giờ chủ yếu việc là tích tiền thôi. Tích tiền để up level 9 và kiếm đó chính là Oldenson 3 sao mọi người nhá. Còn 11 máu thôi, không biết liệu 11 máu có thể comeback được không thì mình điều đấy mình chưa biết. Ok, 11 máu thôi anh em ạ, chỉ cần một sơ sẩy một chút thôi là chúng ta sẽ hy sinh nhá, sẽ chết luôn. Không có cơ hội để bật lại luôn. Giờ chúng ta sẽ check map một chút nha. Check map một chút đi, bây giờ chúng ta sẽ như nào, có gặp ai không? Ông này ui đa đớt hai mũ phù thủy này anh em. Master Z này ok anh em. Master Z là quái vật nha. Con này gọi là thứ mình đang tìm đang gọi là phải suy nghĩ này. Đồ khá là gắt luôn, đồ gắt lắm. Ui top 1 anh em ạ, gặp top 1 rồi thì liệu rằng mới thể ăn được ông top 1 này không đây. Ok kéo được Wukong rồi, tuyệt vời. Một bước đi thành công đến từ vị trí của Ugot. Ok luôn, ui đa đớt kìa. Đa đớt chưa kịp bổ đã bị kéo là hấp dẫn anh em ạ. Đúng là 6 hộ vệ khác. Mình 6 hộ vệ quá binh luôn anh em ạ. Binh thật. Đây là con Ugot của mình nó có một cái sâu zin ấy.
Như vậy thì gọi là quá khỏe luôn, quá khỏe cho một game. Ông này là 4 tiên phong, 3 đấu sĩ à, cấp 1, 72 máu. Bây giờ thì mình sẽ đặt 50 vàng rồi. Và cuối cùng mình sẽ úp cố gắng úp chết 9 rồi nhá. Úp chết 9 vào cùng để Ron kiếm rồng 3 sao. Rồng hộ vệ 3 sao thì gọi là quá đẹp trai rồi, đẹp trai nhất của đất luôn. Gậy lốc à, cặp rồi này. Tahiti này, Tahiti này thì ok. Không có gì đáng sợ cả. Ông này thì để me nhá, nếu như ông này chuyển mà con Bobby sang góc này thì mình sẽ chuyển ngay luôn. Ông này thì không đáng sợ lắm, ông này thì tìm ra ma tạc không tạc. Đây chỉ sợ ông này thôi. Ông 15 máu này. Ông đang dạy chết với mình rồi nhá, chỉ sợ ông đang dạy chết với mình thôi. Ok, ông này gặp pháp sư à? Liệu ông này ăn nổi không đây? Ui dồi ôi, Ugot đúng hấp dẫn ạ. Ugot cánh tim mọi người ạ. À, anh thấy không ạ? Này khỏe lắm. Master Z này nó chém thì đúng thật là kiểu chó chạy luôn. Ông Master Z này phải gặp top 1. May đâu ông top 1 ăn được ông này. Chứ nếu mà ông mình gặp ông đấy là mình toang luôn anh em ạ. Bây giờ mình có một cái, ít nhất có một cái giáp gai cho con Olden Soi này thì may ra phải ăn được ông Master Z đấy. Chứ không thì mình sẽ thua ngay luôn. Bây giờ chúng ta 6 hộ vệ, 6 vũ trụ thì sẽ thế nào này. Đây là một cái vũ trụ nhân tạo này. Đây một vũ trụ nhân tạo là 6 vũ trụ luôn. Tim băng này anh em ạ, tim băng giáp gai. Ok, có giáp gai nha, có giáp gai. Có giáp gai nha. Đừng mất, đừng lấy giáp gai của tôi mà, đừng lấy giáp gai, đừng lấy tim băng. Đừng lấy giáp gai của tôi, ok anh em. Tuyệt vời nha, có giáp gai rồi. Có giáp gai như này thì con Olden Soi của chúng ta sẽ là quái vật hơn rất nhiều. Đây, thì sợ ông này thôi. Ông Becca này, đó, Master Z khỏe lắm, ông này Master Z này quá khỏe luôn. Ông chém thì chó chạy luôn ạ. Mát vô cực kiếm này. Thì bây giờ mình phải có một cái giáp gai thì may ra mới chịu được sát thương của vô cực kiếm. Ok, tặng rồng một cái giáp gai. Mọi người ạ, mình không muốn thua mọi người ạ, mình không muốn thua nên mình phải cho luôn nhá. Mình không muốn mình bị thua đâu. Game này mình muốn mình đang... Ui, gặp Evasua. Ông này chơi gì đây? Ok luôn. Xin nhẹ nha anh em. Xin nhẹ game này luôn nha. Với con rồng hộ vệ này thì chúng ta sẽ xin nhẹ một game luôn anh em ạ. 6 hộ vệ. Chúng ta sẽ có lá chắn tương đương với 50% máu tối đa. Quá kinh khủng. Nó nhảy nhảy vui nhở. Con rồng này nó khi mà nó giết được người thì nó nhảy nhảy nhìn cực kỳ vui nhộn luôn. Kiểu khá là bựa. Như kiểu đang khiêu khích đối phương vậy. Không có gì hot à. Ui Lulu này. 2 vàng. Khó lắm, không mua được mọi người. Không mua được rồi. 3 vàng. Ok, 5 vàng mua luôn nhá. Ok, và cuối cùng thứ mình lo sợ cũng đã tới rồi. Đó chính là con Master Z này. Gặp Master Z anh em ạ. Ugot, ui Ugot tuyệt vời à, hấp dẫn anh em ạ. Ugot đúng là con, đúng tôi cần luôn. Kéo hẳn Master Z thì đúng là gọi là so good rồi. À. Ok, mối lo ngại đáng sợ nhất của tôi đã bị chấm dứt. Tạm biệt ông nha, bye bye. Thế các anh em ạ, với 11 máu thì chúng ta đã comeback cực kỳ kinh khủng đến từ vị trí của con Olden Soi hộ vệ này. Thì thế anh em thấy được sức mạnh từ con Olden Soi hộ vệ nó như thế nào ạ. Ui. Đồ này. Đồ hấp dẫn nha. Mình sẽ cho ông Ugot cái đại bác thiên thanh này này. Ma thằng cha này của Ugot anh em ạ. Thằng cha này của Ugot này. Nó mà lỡ sớm nó kéo phải con rồng của mình là mình ăn cám luôn đấy. Ok luôn.
tính tiền cho đại ca luôn. Nó set à? Cho Lulu đi. Ok, bây giờ ông này này có một cái đó chính là cái báo sản tính lặng nha. Ông này thì như này. Ông Taichi này thì không có UGOT. Chỉ sợ ông UGOT này thôi. UGOT này nó kiểu ngu nó kéo phát thì đúng chết con đầu đần soi của tôi thì cay lắm. Ok, như gặp UGOT rồi, gặp tay hay rồi. À không phải, gặp ông này anh em ạ. Thì để xem nào. Ông này thì mình nghĩ mình chắc chắn win rồi. Ui giời ơi. Đi luôn cho hỏi. Đi luôn cho hỏi. Đi luôn cho hỏi. Anh này UGOT khốn chịu không ạ? Má kìa. UGOT cực kỳ khó chịu luôn. Đây ok, gặp ông này nha. Thì bây giờ nha, anh em bây giờ muốn kéo thằng Taichi ấy thì sẽ có một cách, đó chính là chúng ta sẽ chỉ cần bỏ con UGOT qua phía bên này thôi là sẽ kéo được Taichi này. Đó, cùng bỏ UGOT qua bên này là chúng ta sẽ kéo được Taichi mọi người nhá. Ui, con này có cái này ngon đấy nhở. Cho bút luôn cho thằng ấy đi. Lốc này anh em ơi, ông này gọi lốc. Lốc ở giữa đây thì cho đấy, cho mình lốc. Lốc khỏe vào. Ồ chết rồi, quên anh em ơi. Á, áo tròn tính lặng. Không sao, không sao, bác sĩ bảo không sao. Đúng rồi, UGOT. UGOT là đại bác, đứng từ xa có kéo anh em ạ. Ui kìa. Ok luôn. Đính thiệt giống này rồi. Còn bao nhiêu máu? 33 máu à? Chúng ta sẽ còn 2 game nữa mọi người nhá, 2 game nữa. Thì khi mà hết round đi chợ ấy thì mình sẽ bắt đầu run. Khi mà hết round đi chợ thì mình sẽ bắt đầu run. À lốc đây à? Lốc, ông tính lốc ở đây. Lốc ở đây thì ông tính lốc còn ấy của mình. Ok, không sao nhỉ. Cay lắm rồi anh em ạ, ông này cay lắm rồi. Ok, đi luôn. UGOT của mình gánh team quá khỏe luôn anh em ạ. 8600 sát thương đến từ vị trí của UGOT. Ok, có rồng đi mà. Không có rồng mọi người ạ, không có rồng nha. Có rồng thì tốt, có rồng thì chúng ta sẽ có gọi là khả năng roll lên rồng 3 sao đấy. Nhưng mà bây giờ không có rồng thì tỷ lệ roll rồng 3 sao thấp hơn rất nhiều rồi. Ôi rồng này nghe mày. Bắt đầu run nha, chúng ta bắt đầu run nhá. Ok, không được rồng 3 sao anh em ạ. Không được rồng 3 sao rồi. Ok. Easy game. Anh em xem cả video thú vị, đừng quên để mình đăng ký kênh mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.